Rồi, chuẩn bị các đối tượng tới nè các bạn ơi. Nope. 1, 2, 3, lụm. Không có dễ ăn đâu bạn ơi. Wow, và ngày hôm nay mình nhận rất là nhiều kim cương luôn nha các bạn ơi. Và cái con số kim cương mình nhận đó chính là 1250 kim cương. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 13P. Rồi, và các bạn thấy cái vũ điệu thay ma của mình có dễ thương hay là không? Đó, mình đã bị biến thành zombie rồi đó các bạn ơi. Cái dây màu xanh le, xanh lét nè, rất là đáng yêu luôn đó nha. Và ngày hôm nay mình sẽ là thực hiện một cái thử thách, đó chính là đi trên mọi người nhặt quả xoài tím đó nha mọi người ơi. Rồi chắc là vui lắm nè các bạn. Đó, nhưng mà trước khi là mình đi trên mọi người thì mình sẽ là nhận kim cương này, nãy một viên kim cương nè. Rồi làm 20 viên kim cương nè mọi người ơi. Quả hầu. Và trong shop cửa hàng hôm nay có cái gói trang phục mới nè, gói Yutake lễ hội pháo hoa. U là trời rồi, quá đáng yêu luôn các bạn ơi. Đây gói là gồm 5 món nè. Và giá là 129k. Và ở đây có cái vật phẩm đây là đèn lồng ké chip vàng. Wow, xịn sò ghê các bạn ơi. Đấy, cái đèn lồng giống như là cái bể ké. Đó, cứ chứa đựng cái con ké chip bên trong. Và bây giờ mình sẽ là giả bộ đã đi là cho người lại nha các bạn ơi, bằng cách là nhặt quả xoài. Đó, và mình sẽ là canh ai mà đến gần thì mình sẽ là tranh nhặt quả xoài nha các bạn ơi. Đó, phải cần phải là nhanh tay nữa cơ. Rồi, và bạn đã bị lừa. Nope. Ui là trời, đi chơi người ta mà bị người ta nhặt trước mình luôn kìa. Rồi lần này là không có sai nữa đâu nha. Đã thấy chưa, bạn đã bị lừa rồi. Không có dễ ăn đâu bạn ơi. Đây rồi, đối tượng đang tới là các bạn ơi. Đã chuẩn bị lắm nè. 1, 2, 3. Úi xời ơi, ui là trời. Ủa, sao mình nhặt chậm hơn cái bạn này ta. Mình bấm nhanh lắm mà ta. Đây bạn ơi, xồi đây bạn ơi. Tới nhặt đi bạn ơi. Ở đây có quả xồi nè. Hai chờ mãi mà không thấy ai tới nhặt quả xoài tím hết các bạn ơi. Oh no. Hình như là bây giờ mọi người chơi cái quả xoài này hết rồi. À, có một đối tượng tới kìa mọi người. Rồi 1, 2, 3 nhặt lên. Đã, làm sao mà nhặt nhanh bằng mình được bạn ơi. À, không có dễ ăn đâu nha. Rồi để mở là coi bao nhiêu xu nè. Rồi 60 xu. Và đến với một chính video ngày hôm nay thì mình sẽ là review cái gói VIP Pass mới để mùa hồn me nhỏ dạo chơi cho các bạn xem nha. Thì ngày hôm nay Nhật Thành đã gửi cái gói VIP Pass đó cho mình rồi. Đó, và rất nhiều phần quà đặc biệt khác nữa. Rồi nhưng mà trước khi là mình review thì mình sẽ là chọn cái ngôi nhà hộp sữa này đó để mình review cho nó dễ nha. Ta-da! Và mình đã vào bên trong ngôi nhà hộp sữa rồi đó các bạn ơi. Đã, và tôi chuẩn bị là mở những cái phần quà đặc biệt từ Nhật Thành đã gửi cho mình nha. Đó, rất là nhiều phần quà giá trị luôn nha. Đây các bạn ơi, đẩy rất là nhiều quà cho mình luôn. Ok. Rồi và cái món quà đầu tiên là cái gì đây mọi người? Một cái pháo tên lửa cầu vồng. Đã, cái này là cái pháo hoa đó mọi người ơi. Đã, đây là cái quà đăng nhập hàng ngày nè. Đã, và tiếp theo sẽ là 200 kim cương. Đã, quá là sướng luôn nha, nãy đầu ngày được 200 kim cương nữa. Ơi, hôm nay mình sẽ là đếm coi nhưng mà nhận bao nhiêu kim cương nha. Rồi nãy 50 viên đá quý nè các bạn ơi, nãy một cái trứng cao cấp, hai trứng cao cấp chứ. Rồi đấy, xương là 250 kim cương rồi đó nha. Đó, 335 kim cương rồi các bạn ơi. Nhiều kim cương chưa? Đó, còn thêm các trứng cao cấp nữa nè. Ba quả trứng cao cấp đó nha. Rồi, nhưng mà mấy cái trứng này mình không có dùng tới mọi người. Tại là ít trăm bit lắm. Nó không có up bit là mọi người. Nên trứng của mình rất là nhiều luôn. À, sẵn là mình sẽ nhận hết kim cương trong ngày hôm nay. Đã, coi tôi có nhận được bao nhiêu kim cương hết nha. Rồi, thêm 25 kim cương nữa nè. Đấy, 10 kim cương nữa nè các bạn ơi. Rồi kim cương của mình là 5576 kim cương rồi đó. À, rồi thêm mở hộp vào Việt nữa các bạn ơi. Đó, để tôi nhận hết tối đa kim cương trong ngày hôm nay luôn nha. Rồi 5 viên kim cương nữa nè. Wow, rồi còn 2 lần nữa. Nope. 1 viên nữa nè. Rồi lần cuối cùng. Mấy viên đây? 3 viên nữa các bạn ơi. U là trời, quá là nhiều kim cương luôn. Đó, và cái số kim cương của mình là 5585 kim cương rồi đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ là mở cái hộp VIP Pass cho các bạn xem nha. Đó, hôm nay có nhận Avatar VIP Pass nữa nè. Đó, mùa hồn me nhỏ dạo chơi được các bạn ơi. Rồi thêm 3000 điểm dương miệng nữa nè. U là chơi, các bạn có biết 3000 điểm dương miệng này tương đương với bao nhiêu kim cương hay không? Đó, các bạn nào mà biết không? 3000 điểm dương miệng này bằng bao nhiêu kim cương? Và theo mình biết á, đó là một cái level để mở kích hoạt trong cái VIP Pass là chúng ta sẽ là tiêu tốn là 20 kim cương nha các bạn ơi. Đó, muốn mở là một cấp level phải tốn 20 kim cương để mở. Nhưng mà cái 3000 điểm dương miệng của mình là mở full tất cả luôn đó, tức là level 30 luôn.
Đó là mỗi level là 20 đỡ mà nhận cho 30 level là 600 kim cương đó các bạn ơi. Rồi và cộng thêm là cái 650 kim cương lúc nãy mình nhận nó đó là khoảng là 1250 kim cương. Wow wow, quá là nhiều luôn đó nha. Ok, và mình sẽ nhận những cái món quà trong cái VIP Pass này. Đầu tiên là cái chính là một cái chú pet hay không? Đó chính là cái thú bông đồ chơi các bạn ơi. Đó, đồ chơi cuốn ma nha. Rồi trong cái hình hài của một chú pet. Đó, y chang là cái con pet luôn các bạn ơi, nhưng mà cái đồ chơi. Ô là trời, rồi game công nhận là sáng tạo ghê. Rồi tiếp theo cái khuôn mặt mình cũng rất là thích nè, mặt rơm rớm nè. Đó, cái khuôn mặt giống như là đang sắp khóc đó mọi người. Rồi tiếp theo level 6. Đó là một cái mái tóc hồn me nhỏ, đó màu trắng luôn. Rồi một cái băng ghế nhăn chằn chịt. À cái này là một cái đôi giày nha các bạn ơi. Mà game đã phối là giống như là đang đi chân không dưới đất đó mọi người. Đó nhưng thật chất là chúng ta sẽ là đi đôi giày đó. Rồi tiếp theo một cái lều hồn me nhỏ này. Wow, cái lều rất là đẹp luôn. Rồi một cái dây cờ hồn me nhỏ. À trên cái dây này, trên cái cây này có rất là nhiều cái hồn me màu trắng trắng kìa mọi người. Rồi một cái bộ đồ hồn me đây. Áo tròn hồn me nhỏ. Wow wow, rất là xinh luôn. Rồi tiếp tục level 21. Bàn gốc cây. Đấy, một cái bàn có rất nhiều cái bánh ở trên luôn kìa. Rồi một cái xích đu cây hồn me nhỏ. Rồi và một cái xích đu có hai cái hồn me nó đậu ở trên kìa mọi người. Đó hình như cái chú cú nha. Rồi tiếp theo cái khu rừng me nhỏ các bạn ơi. Rồi một cái tấm vách ngăn đó nha. À một cái vách tường các bạn ơi, dây dán tường. Rồi và cuối cùng đó chính là gấu hồn me nhỏ VIP luôn. Wow wow, khá là xịn sò đó nha. Rồi và sẵn là mở VIP Pass thì mình sẽ làm mở hộp nhân phẩm luôn nha mọi người. Để trong cái VIP Pass này luôn. Một hộp thường đầu tiên nè. Rồi một cái bồn rửa chén Mocha Lusui luôn. Wow xịn ghê ta. Mới có hộp thường đầu tiên mà cho đồ trendy luôn kìa. Đấy đồ xanh lá luôn kìa các bạn ơi. Không biết là hôm nay có nhân phẩm hay là không nữa đây. Rồi cái ghế cắm trại nữa nè. Đấy cũng là trendy luôn nè. Thấy hôm nay là có điểm điểm rồi đó các bạn ơi. Đó chúng chuẩn bị là hên rồi đó. Tiếp theo hộp cao cấp. Có cái gì đây? Rồi một cái hộp trendy. Rồi cái khối đất các bạn ơi. Đó một cái xịn một cái dởm kìa. Rồi tiếp theo cái hộp cao cấp thứ hai đây. Ấm ba la ra cái gì đây? Một cái khối nữa, hai cái khối luôn các bạn ơi. Hai cái khối trendy luôn kìa. Ảo thật đấy. Và hộp sang trọng cuối cùng. Đó, để xin là cái hộp này có cái nhân phẩm hay là không đây mọi người. Có rare đồ VIP hay không đây. Một cái máy lọc. Một là trời, một cái bàn ba xích. Một cái mặt trendy. Rồi, và cái nhân phẩm hôm nay là cũng tạm tạm các bạn ơi. Nãy không phải là xịn lắm, nhưng mà cũng rất là đỡ xui hơn rồi. Rồi, mặt dao các bạn ơi. Nãy mặt dao, có đồ mới là mặt liền. Wow wow, một cái trang phục hồn me nhỏ bé. Rồi rất là đáng yêu luôn đó nha. Nữa nhưng mà bị bắt bệnh zombie, cái da màu xanh lè luôn kìa mọi người. Rồi cái khuôn mặt cũng rất là đáng yêu nè. Đấy, quá là dễ thương luôn. Rồi và đây là cái kích thước của các nhân vật khi mặc cái trang phục vô nha. Đó thì theo mình thì nên mặc cái trang phục vừa với cái trang phục nhỏ thôi. Đó, hai cái này mình thấy khá là hợp và dễ thương ấy. Còn cái trang phục kia to keo quá, nó nhìn thấy nó hơi thô quá mọi người. Không có đẹp. Đó, để cái nhân vật như thế này là đẹp nhất nè. Rồi, còn đây là cái chú bít của chúng ta đây các bạn ơi. Đấy, chú bít đồ chơi cuốn ma đây. Wow, wow, à, phải nói mặc định là nó sẽ là đứng ở trước cho chúng ta luôn nha mọi người. Đó, nó đứng phía trước của nhân vật luôn. Đó, và khi chúng ta ấn vào cái nút chơi thì nó sẽ là giúp cái NPC đó, nhân vật của chúng ta bay lên trên lơ lửng kìa mọi người. Wow, wow, khá là xịn luôn nha. Đó, nó đang mô phỏng giống như là chúng ta là nhắc cái chú cuốn nè, đi dạo nè mọi người. Đó, giống như đang dắt cái chú bít đi vậy đó. À, và còn có hai cái vật phẩm cũng giống như là cái chú Batman này, đó chính là cây trượng nha mọi người. Cái này cũng trong cái gói VIP Pass luôn. Đó, mùa này mình cũng quên rồi. Và tiếp theo cái vật phẩm giúp chúng ta bay lơ lửng đó chính là cái đèn lồng me này nha. Đó, trong cái sự kiện là rằm tháng 7 vừa rồi. Đó, cũng khá là xịn nấy mọi người. Rồi, và mình sẽ trưng bày tất cả các nội thất và cũng như là vật phẩm trong cái gói VIP Pass này. Đó, cho các bạn xem nha. Và thử là chức năng từng món luôn, đó, xem nó như thế nào. Ok. Và mình đã trưng bày xong hết rồi. Đó, đầu tiên là một cái cây dây cờ nè mọi người. Đó, trên đây có xếp mấy cái hồn nghe nó đang lơ lửng kìa. À, cái này giống như là một cây đèn các bạn ơi. Lấy một cái cây đèn nha. Rồi cái này là cái bàn nè, bàn uống trà nè. Đó, có cái ấm trà nó bay lơ lửng kìa mọi người. Nãy nó tự rót trà luôn kìa. Ảo thật đấy. Đó, và ở trên cái bàn gỗ này có những cái bánh sandwich, bánh quy gì nè.
Đó, rồi ok, tiếp theo là một cái xích đu bằng cái thân cây sồi elephant chú mọi người. Và ở trên cái xích đu thì có hình hai cái chú chim cú kìa mọi người. Đó, một con to một con nhỏ kìa, đấy màu trắng trắng kìa. Ô là trời, rồi rất là đẹp đó nha. Và tiếp theo đó chính là một cái giường này mọi người ơi. Đó, quá là xịn xò luôn nha, có hiệu ứng lé rơi kìa, hay không? Giống như là cái hiệu ứng của cái con dơi nó bay kìa mọi người. Đấy, đủ màu luôn kìa. Đó, khi nằm là dơi nó búng ra kìa các bạn ơi. Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đó, khi là nằm lên đây có những cái con dơi đủ màu sắc kìa. Đấy, xanh lá, màu đỏ nè. Đấy, nó bay ra kìa, quá là xịn xò luôn đó nha. Và cuối cùng đó chính là cái chú gấu VIP Bat các bạn ơi. Đấy, mùa hồn ma nhỏ bé đi dạo đây. Rồi, đang uống một cái chén trà gì đó, rất là nóng nha, có khói bốc lên kìa. Ô là trời, về dưới chân là không có cái chân ơi, có cái đuôi kìa. À, thật đấy, giống như là cái hồn ma vậy đó. Ok, phải mặc cái trang phục thì cũng không giống cái nhân vật chính của mình nha, hơi khác nha. Đó, lần này hơi lạ nào mọi người. Rồi, và như vậy là mình đã kết thúc cái video review gấu VIP Bat nè, mùa hồn ma nhỏ dạo chơi cho các bạn xem rồi. Nếu các bạn thích cái video này thì nhớ cho mình like video, nữa ký kênh nha, để ủng hộ kênh của mình là đạt mốc tiếp theo là 40.000 người đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.